với lại những quý cô chú, anh chị khách hàng, những cặp vợ chồng trẻ mới ra riêng có con nhỏ ở là vô cùng dễ thương luôn. Gia chủ thiết kế full toàn bộ nội thất tọa lạc ngay tại đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, trên thế hẻm gần 2m. Căn nhà đúng nghĩa là một căn nhà đẹp và thiết kế vô cùng hợp lý. Với căn nhà này thì mình có thể xách vali về ở ngay thôi, không cần phải mua sắm thêm bất kỳ trang thiết bị nào nữa quý cô chú và các anh chị nhé. À, thêm thiết bị điện tử điện lạnh thôi, tại vì những cái nội thất ở bên trong căn nhà thì gia chủ để những cái nội thất thô cơ bản. Và diện tích của căn nhà với chiều ngang là 4,1m và chiều sâu là gần 4m. Tổng diện tích đất được công nhận trên sổ hồng riêng là 14,1m2, vuông vức đẹp, không bị lỗi phong thủy, khu dân cư ở ổn định quý cô chú và các anh chị ạ. Căn nhà được gia chủ thiết kế 1 trệt 2 lầu đúc với 2 phòng ngủ và 2 toilet, đặc biệt là toilet tại khu vực tầng 2 vô cùng rộng rãi. Ở khu vực tầng 1 thì gia chủ thiết kế một phòng bếp nhỏ xinh này, một khu vực bếp nhỏ xinh, khu vực phòng khách đã đặt sẵn sofa và toilet ngay ở phía dưới chân cầu thang. Căn này tọa lạc tại hướng đông bắc, phù hợp với quý cô chú anh chị khách hàng theo hướng tây tứ trạch. Cầu thang đúc đẹp và chắc chắn, đi lên đi xuống rất là dễ dàng. Căn nhà nhỏ nhưng mà gia chủ thiết kế giếng trời thông từ khu vực tầng 3 xuống nên là nhà rất là sáng thoáng, lấy đủ ánh sáng cũng như là gió trời luôn. Và một căn nhà nhỏ mà cực kỳ mát. Ở khu vực tầng 2 này, gia chủ thiết kế toilet ngay khi mà mình vừa từ cầu thang đi lên. Cầu thang đúc ốp đá hoa cương rất là xịn sò, hệ thống tranh ảnh đèn điện treo tường. Đây giếng trời này. Toilet cho khu vực tầng 2 vô cùng rộng rãi. Căn nhà nhỏ nhưng mà rất là đủ công năng để mình sử dụng quý cô chú và các anh chị ạ. Hai phòng ngủ, hai toilet. Phòng ngủ rộng rãi, có cửa sổ thoáng mát. Có sẵn giường, nệm, tủ quần áo, bàn trang điểm được thiết kế đúng là Donnie đóng giày cho căn nhà của mình luôn. Fit rất là vừa vặn. Gu thẩm mỹ của gia chủ cũng đúng là dân thiết kế nên là không phải dạng vừa. Nhà nhỏ mà thiết kế được như này là rất hiếm ạ. Nhà nhỏ nhưng mà mọi người có thể thấy rằng trần nhà rất là cao nên là cảm giác đi vào nhà như mình nói đó, nó rất mát luôn. Thoáng mát cực kỳ, không bị bí, không bị gò bó. Hai cái cầu thang đi lên đi xuống đều rất là dễ dàng, thoải mái, không lỗi phong thủy. Khu vực tầng 3 này thì gia chủ thiết kế một phòng ngủ siêu rộng. Cũng full nội thất. 2.290.000.000 giá này thì còn thương lượng cho khách hàng thiện chí mua nhanh, hỗ trợ những quý cô chú anh chị khách hàng mình cần vay thêm vốn ngân hàng. Căn này thì có thể vay trên dưới 1 tỷ thoải mái và thậm chí là cao hơn tùy vào thu nhập tài chính của mình nữa nhé. Mọi người cần thêm thông tin chi tiết về căn nhà thì có thể add ngay Zalo của mình Bất Động Sản Hồng Phát, số điện thoại là 0909 786 377. Xem nhà thì alo ngay cho mình, số điện thoại là 0388 577 577 ạ. Rồi, xin cảm ơn và chào tạm biệt tất cả quý cô chú anh chị khách hàng đang theo dõi kênh. Chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe và bình an ạ.